hoan nghênh chào đón toàn thể quý vị khách quý, quý vị phụ huynh cùng tất cả các em học viên đã về tham dự ngày hội chi sinh và khai giảng câu lạc bộ năng khiếu thanh thiếu nhi và câu lạc bộ nghệ thuật hoa ban mai trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép đặc trưng thay mặt cho ban tổ chức xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc mạnh mẽ và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị cùng tất cả các em yêu quý, chúng ta đang sống trong một môi trường hội nhập và phát triển. Có lẽ thế mà cái hội thanh thiếu nhi hiện nay đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân luôn dành sự quan tâm, yêu thương và tạo một môi trường tốt nhất để các em phát triển. Và chính vì việc hoàn thiện bản thân các em thiếu nhi không chỉ về vốn kiến thức, kết quả học tập mà việc trang bị những kỹ năng sống, bồi đắp và phát triển những năng khiếu, đam mê, sở thích về nghệ thuật của các em còn là mối quan tâm hàng đầu của những bậc quý vị phụ huynh, gia đình và xã hội trong giai đoạn hiện nay. Và điều ấy có ý nghĩa như đôi cánh giúp các em được tự tin, bay cao và bay xa trong kỷ nguyên của thời đại này. Và hiểu rõ tầm quan trọng ấy, việc bồi dưỡng kỹ năng thanh thiếu nhi đã được đoàn thanh niên phường Hòa Khánh Đông chú trọng xây dựng và tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng của đoàn hội đội. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng tập huấn những tài năng nghệ thuật thông qua các lớp năng khiếu như lớp âm nhạc, đàn piano, đàn guitar, múa, nhảy hay vẽ, MC cho câu lạc bộ nghệ thuật hoa ban mai tổ chức giảng dạy. Đây thật sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy để cho tất cả các bậc phụ huynh hiện nay an tâm để giúp cho các em thanh thiếu nhi được có cơ hội học tập, phát triển toàn diện chính những giấc mơ hồng của các em thành hiện thực.